Và trong cái chủ đề mà chúng ta cùng suy gẫm với nhau buổi sáng hôm nay, đó là ánh sáng thật hay là sự sáng thật. Thì trong sách Matthew chương 2 từ câu 1 cho đến câu số 12 cho chúng ta một cái hình ảnh về sự sáng thật. Chúng ta xin lắng nghe và tôi xin đọc lời Chúa ở đây. Khi Đức Chúa Giêsu đã sanh tại thành Bethlehem xứ Giu-đê, đang đời vua Herod, thì có mấy thầy bác sĩ ở đông phương đến thành Jerusalem mà hỏi rằng: vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương, nên đến đặng thờ lại Ngài. Nghe tin ấy, Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng: Đấng Christ phải sanh tại đâu? Tâu rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chép rằng, chép như vậy: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng phải kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi ra một tướng là đấng trăn dân Israel, tức dân ta. Vua Herod bèn vời mấy thầy bác sĩ cách kinh nghiệm mà hỏi kỹ càng về ngôi sao đã hiện ra khi nào. Rồi vua sai mấy thầy đó đến thành Bethlehem và dặn rằng: các ngươi hãy đi hỏi thăm cho chắc về tích con trẻ đó. Khi tìm được rồi, hãy cho ta biết, đặng ta cùng đến mà thờ lại Ngài. Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi. Kìa, ngôi sao mà họ đã thấy bên đông phương đi trước mặt cho đến chừng ngay chỗ con trẻ ở mới dừng lại. Mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá đỗi. Khi vào đến nhà, thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài. Rồi bày của báo ra, dâng cho Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và một dược. Cái đó trong giấc chiêm bao, mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. À, cho thầy cái micro. Dạ, cái này thì nó bị hơi chút xíu nhưng mà nó rõ hơn. Trong cái phân đoạn kinh thánh này thì chúng ta sẽ có nhiều cái nhân vật khác nhau, mà tôi muốn bà chị em chúng ta lưu ý chỉ có một nhân vật đặc biệt thôi. Tất nhiên nhân vật đặc biệt hay là trung tâm của Giáng sinh đó là Chúa Giêsu. Bởi vì nếu không có Chúa Giêsu thì không có sự Giáng sinh. Không có Chúa Giêsu thì không chia đôi dòng lịch sử. Không có Chúa Giêsu thì không có chúng ta ngày hôm nay. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì Chúa Giêsu chính là đường đi, là sự sống, Ngài là chân lý và là ánh sáng để soi sáng cho tâm trí, cho tâm linh của chúng ta tin và bước đi với Ngài. Nhưng đó chính là Chúa Giêsu là trọng tâm của Giáng sinh. Còn những nhân vật mà chúng ta thấy xuất hiện trong phần kinh thánh ở đây, thứ nhất đó là những nhà thông thái, thứ hai đó là vua Herod, thứ ba là những thầy tế lễ cả ở tại thành Bethlehem, thứ tư là Mary, thứ năm là Joseph. Đây là những nhân vật xoay quanh sự kiện Chúa Giêsu Giáng sinh. Nhưng mà tôi chỉ muốn bà chị em tập chú về một nhân vật thôi. Một cái số nhân vật ở đây, đó là nhân vật mà tìm đến Chúa. Đó là ai ạ? Đó là những thầy bác sĩ, đó là những nhà thông thái, đó là những người có học thức, đó là những người quyên thâm. Ngày hôm qua ở tại cầu xe, tôi có chia sẻ cho ông bà chị em về sự ánh sáng mà Chúa dùng các thiên sứ để báo tin cho những gã mục đồng. Đó là những người gọi là bình dân trong xã hội. Đó là những người mà nhiều người không quan tâm. Đó là những người mà người ta có thể rằng là không nghĩ gì đến họ. Họ sống sao cũng được, họ làm sao cũng được. Nhưng mà đối với nhà thông thái thì hoàn toàn khác. Vì họ là những người có học thức, là những người có, là những người hiền triết, là những người khôn ngoan, là những người mà được tầng lớp thượng lưu ở trong xã hội. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Chúa Giáng sinh không chỉ dành cho những người bình thường, và Chúa Giáng sinh cũng không chỉ dành cho những người là thấp hèn ở trong xã hội như chúng ta từng nghĩ. Và đôi khi người ta nói rằng là tôn giáo đó là thuốc phiện để ru rủ người ta. Thưa không, tôn giáo không là... Tôn giáo có thể là thuốc phiện, nhưng mà tin lành từ trời thì không bao giờ là thuốc phiện. Bởi vì sao? Tin lành từ trời đó là tình yêu của Đức Chúa Trời ban cho loài người.
Tin lành từ trời đó là ánh sáng thật để ban cho loài người, để rồi chính chúng ta nhận được ánh sáng đó và chúng ta bước đi sống ở trên cuộc đời này đầy vinh hiển để bày tỏ vinh hiển của Chúa ra, và cuộc sống chúng ta được biến đổi, được có ý nghĩa thật ở trong đời sống của mình. Những nhà bác sĩ này, những nhà thông thái này, theo bà chị em thì họ là giàu hay nghèo à? Họ giàu. Và nếu giàu thì họ có cần phải tìm kiếm cái gì nữa không? Người ta thường nói như thế này là có tiền thì mua tiên cũng được, phải không ạ? Và tôi nói bà chị em, tôi có rất nhiều người bạn ở bên Mỹ, và trong dịp Giáng sinh này hay là kể cả giảng phúc âm thì họ dường như họ không muốn nghe. Tại vì sao ạ? Họ có nhiều tiền quá, họ cần cái gì là họ cầm tiền họ đi ra. Xin lỗi, ở đây chúng ta muốn mua cái điện thoại, chúng ta cầu nguyện nhiều khi nó mòn đầu gối mới có cái điện thoại. Nhưng mà bên họ không cần, họ có tiền sẵn, họ chỉ cần đưa ra là họ có tiền, họ mua và họ sử dụng nó ngay. Và dường như cái người giàu vào nước trời thì khó lắm, như Chúa Giêsu đã từng nói. Nhưng ở đây những người thông thái này, những người giàu này, họ không phải như vậy. Thật ra tại sao những người giàu họ khó để có thể tiếp nhận phúc âm hay là tiếp nhận tin lành của Chúa? Bởi vì họ nghĩ đủ rồi. Nhưng thưa anh chị em, những nhà thông thái ở đây, họ giàu nhưng họ lại tìm kiếm. Tại vì sao? Bởi vì trong sâu thẳm của mỗi người trong chúng ta, nó đều có một cái khoảng trống, nó đều có một cái chỗ trống mà đôi khi người ta được lấp đầy bằng xe, bằng nhà, bằng tất cả phương tiện, người ta cũng không thấy đủ, lúc nào người ta cũng cảm thấy thiếu một cái gì đó. Đó chính là sự sáng của Chúa, đó chính là sự sáng thật của Chúa, đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời cho con người. Người ta có thể có tình yêu, tình bạn, người ta có thể có việc làm, người ta có thể có vợ đẹp, con ngoan, nhưng mà vẫn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Đó chính là tình yêu của Đức Trời, đó chính là sự sáng thật của Đức Chúa Trời. Ở đây chúng ta thấy những nhà thông thái, họ đã nghiên cứu và họ tìm thấy, nhìn thấy có một cái ngôi sao lạ xuất hiện ở trên bầu trời. Có lẽ điều này đối với những người tin nhận Chúa, chúng ta quen thuộc về câu chuyện này. Nhưng mà đối với những người chưa biết Chúa đó, ông bà chị em biết, ngày chúng ta chưa biết Chúa, chúng ta đã từng nói như thế nào ạ? À, người ta coi, người ta nói là mình sanh bằng nhầm cái ngôi sao gì đó, phải không? Có không ạ? Dạ. Và như vậy Kinh Thánh có nói, phải không? Kinh Thánh có nói. Và Kinh Thánh từ ở trong Sáng Thế Ký chương 1 đã nói rằng Chúa đã tạo nên các vì sáng để chỉ định thời tiết. Nhưng mà trong Phục Truyền đoạn 4 thì Chúa nói rằng Chúa phân chia cho muôn dân dưới trời này những ngôi sao và các gọi là thiên binh của Chúa để phân chia cho muôn dân dưới trời. Nhưng Chúa cấm không được phép dùng ngôi sao để mà bói, nhưng mà phải đặt cái niềm tin của chúng ta nơi đấng tạo dựng nên vũ trụ này. Nhưng mà ngôi sao hay là mặt trời mặt trăng là những cái điềm mà Chúa cho. Ở trong Thi Thiên 19 nói rằng bầu trời giải tỏ các công việc của Chúa. Như vậy những nhà thông thái này họ chưa biết Chúa. Đức Chúa Trời Ngài dùng những cái điều này, Ngài dùng những cái dấu lạ để bày tỏ cho những người họ đang tin vào một cái điều gì đó nhưng họ đang tìm kiếm. Nhưng đối với chúng ta là người tin nhận Chúa rồi thì đây không phải là dấu lạ nữa, mà đây là thực sự ở trên đời sống chúng ta đã kinh nghiệm được qua đức tin nơi chính Chúa Giêsu. Cho nên những nhà thông thái họ đi tìm. Họ có thể có khôn ngoan đời này, nhưng mà chị em biết họ đã nhìn theo cái dấu hiệu của ngôi sao đó và họ bắt đầu đi theo cái sự chỉ dẫn ngôi sao đó. Từ Đông Phương mà đi đến thành Jerusalem, một cái chặng đường rất là dài, ông bà chị em. Rất là dài. Chúng ta không có được biết những nhà thông thái ở Đông Phương này là thuộc quốc gia nào hiện bây giờ. Nhưng theo một số nhà nghiên cứu thì họ thuộc Đông Phương, nó thuộc về phía phương Bắc, tức là nó nằm ở phía vùng Trung Quốc. À, và những nhà thông thái đó họ nhìn thấy ngôi sao và họ đi về hướng Trung Đông, đi về Jerusalem để họ tìm thấy rằng là có một cái hiện tượng lạ và họ tin rằng có một vị cứu tinh ra đời. À, anh chị em biết ngày hôm nay nó người ta cũng tin, vẫn còn tin như vậy đó. Ví dụ vừa rồi trong cái ngày mà tổng thống Trump phát biểu gì đó, tự nhiên có một cái ngôi sao nó xẹt ngang nổ bùm trên bầu trời của New York, và tỏ ra là có một cái đêm gì đó sắp xảy ra. Người ta tin như thế. Dạ. Và chúng ta thấy rằng khoa học ngày hôm nay đã phát triển, có người được học thức và chúng ta nghiên cứu nhiều điều. Thí dụ như ngay cả tôi cầm cái micro này không có một sợi dây nào, nhưng mà khi tôi nói bà chị em nghe được.
Nhưng mà cái điều này là ngày xưa khoảng chừng 20-30 năm về trước, đấy là một cái điều gọi là không có, không nghĩ có được. Nhưng mà bây giờ thì có được. Ngày xưa làm gì mà chúng ta mỗi người có thể cầm một cái điện thoại như vậy. Tôi nhớ là năm 2000 tôi được một người tặng cho cái điện thoại cùi bắp. Nó to như thế này và có anten dài như vậy. Và bỏ vô cái túi quần nó cộm, nó lòi cái anten ra. Và tôi được tặng cái điện thoại đó. Và tôi tặng nhưng mà tôi cũng không dám móc ra để khoe người ta. Tại vì điện thoại nó dài quá, nó to quá. Trong khi người ta điện thoại người ta nhỏ nhỏ rồi. Nhưng mà mỗi cái điện thoại như vậy mắc lắm. Ngày tôi quen vợ tôi là chưa có điện thoại, chưa có điện thoại di động, mà chỉ có cái máy nhắn tin nó tít 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 tít, coi như tình yêu qua tổng đài. Tôi muốn nhắn gì cho vợ tôi là tôi nhắn lên tổng đài nhắn cho vợ tôi, rồi hoặc là vợ tôi muốn nhắn gì cho tôi thì lại nhắn qua tổng đài, gọi là tình yêu qua tổng đài. Thậm chí mấy người, mấy cô nhân viên tổng đài nói là nhắn cái gì giống như là kiểu như mà gọi là lãng mạn quá vậy. Chúng ta thấy rằng là thời gian không có bao lâu, chỉ chưa được 20 năm khi chúng tôi yêu nhau và chúng tôi cưới nhau cho đến bây giờ. Nhưng mà bây giờ cái cuộc sống nó quá hiện đại, quá sức tưởng tượng của chúng ta. Cho dẫu cuộc sống có hiện đại đến đâu, cho dẫu cuộc sống có sung túc đến đâu, có đầy đủ đến đâu, nhưng mà trong tâm hồn của mỗi một người luôn luôn có một cái gì đó đang thiếu, phải không anh chị em? Đó chính là sự sáng của Chúa, đó chính là sự dẫn lối của Chúa. Những nhà bác sĩ này họ cần một cái sự dẫn lối. Dù họ có sự khôn ngoan của đời, nhưng họ phải cần có một cái điều gì đó để dẫn lối cho họ. Họ khát khao, họ tìm kiếm, và họ tìm đem những cái lễ vật rất là quý giá để dâng lên cho đấng mà họ tin rằng đây là đấng cứu tinh của nhân loại. Và chúng ta thấy sự tìm kiếm của nhà thông thái này nó có những bước như sau. Bước đầu tiên là họ nhìn thấy được ngôi sao, và bắt đầu họ quyết định với nhau rằng bây giờ chúng ta nên đến đặng thờ lại Ngài. Bắt đầu họ đi. Họ đi, lúc đầu họ đi theo cái sự dẫn lối của ngôi sao. Và ngôi sao đây cũng là sự bày tỏ của Đức Chúa Trời dành cho những nhà thông thái này. Họ đi để họ dẫn lối, nhìn theo cái sự dẫn lối đó. Nhưng mà khi họ đi đến thành Bethlehem thì sao bà chị em? Lúc bấy giờ khi họ vào thành Jerusalem thì họ nghĩ rằng vua dân Giuđa hay là vua thì phải sanh ở trong cung điện. Tôi nghĩ rằng họ bàn bạc với nhau, thôi bây giờ ngôi sao đã dẫn đường mình tới đây rồi, bây giờ thôi chúng ta hãy đi vào bên trong cung điện này, bởi vì vua chắc chắn phải sinh ở trong cung điện. Và cái suy nghĩ đó của họ, họ từ cái sự dẫn dắt trong cái thuộc linh, họ tin rằng có một cái sự dẫn đường từ thiên thượng. Nhưng bây giờ thì đến đây, họ bắt đầu dùng cái sự khôn ngoan của chính họ, những suy luận của chính họ, và họ rẽ vào trong cung điện vua Herod. Và chính cái điều này để cho chúng ta thấy được một cái biến cố rất là khủng khiếp xảy ra ở tại Jerusalem. Đó là một sự náo loạn cả kinh thành vì cái tin này. Câu số 4 nói như thế này, xin lỗi câu 3 nói vậy. Nghe tin ấy, vua Herod cùng cả thành Jerusalem đều bối rối. Nghe tin nào? Nghe tin có một vị vua được ra đời thì cả thành đều bối rối. Và bây giờ vua Herod bèn triệu tập tất cả những thầy tế lễ, những nhà thông giáo, những thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi đấng Christ phải sanh tại đâu. Thưa bà chị em, thì những nhà thông thái này, xin lỗi, những thầy tế lễ và những thầy thông giáo này, họ biết đấng Christ sanh tại đâu không ạ? Họ biết không ạ? Bởi vì sau khi Herod hỏi thì họ mới nói rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, bởi vì có lời tiên tri như vậy. Những nhà thông giáo, những thầy thông giáo và thầy tế lễ, họ có kinh thánh cựu ước, họ có sách tiên tri, và họ biết được rằng là có đấng cứu thế sanh ra ở tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì được ghi chép ở trong Mi-chê đoạn 5 câu 1 câu 2. Nhưng mà ở đây họ không tìm kiếm. Tôn giáo không thể dẫn chúng ta đến gặp Chúa được. Tôn giáo không thể dẫn chúng ta đến sự sáng thật được. Nhưng mà tôn giáo chính là rào cản và khiến cho tôi, quyên bà chị em sẽ bị lạc bước đi hay là lạc lối đi. Nhưng chỉ có sự dẫn dắt từ Thiên Chúa, ánh sáng thật, để có thể dẫn đường chúng ta để gặp chính Chúa.
Và tại đây chúng ta thấy rằng là họ mặc dầu họ biết nhưng mà họ không đi tìm Chúa. Những thầy thông giáo, những thầy tế lễ này đại diện cho tôn giáo của những tôn giáo của thời lúc bấy giờ và những người gọi là tin thờ Đức Chúa Trời của dân Giu-đa, mà họ biết nhưng họ không tôn thờ. Anh chị em biết ngày hôm nay rất nhiều người vẫn có đạo nhưng họ không có Chúa không? Vừa rồi chúng tôi đi công tác ở trên Buôn Ma Thuột, nhân một cái việc thôi, một cái việc đó là một cái chồng của một cái em ở trong trường Kinh Thánh là chúng tôi đang dạy. Chồng của em này bị bệnh tim và ghép tim, mà sau khi ghép tim thì khỏe mạnh và trở về. Nhưng mà trở về thì em thấy sức khỏe mình rất khỏe, tại vì em nặng lắm, em 80kg, cho nên em làm việc em mới vác nặng. Và khi vác nặng như vậy, cái chỗ ghép tim đó nó bị giãn, và thế là em chết. Chết vào lúc 1 giờ khuya ngày thứ tư sáng thứ năm, cách đây 3 tuần, 3 tuần phải không? Dạ đúng 3 tuần. Thì sáng 7 giờ thì em này mới nhắn tin vô cái group của chúng tôi và nói rằng là bây giờ chồng em chết, là nhờ anh em cầu nguyện. Thế là mọi người bắt đầu cầu nguyện, mọi người mới gom tiền lại để chúng tôi đại diện lên trên đó. Tôi, vợ tôi, anh lớp trưởng đó là anh Tấn, với lại một em nữa là Vũ, chồng của Huyền đó. Chúng tôi gom tiền lại để lấy xe tôi, và tôi lái xe đi lên đây, lên Gia Lai và đến Buôn Ma Thuột nữa. Thì chúng tôi đi như vậy. Tôi gom tiền lại và khoảng cỡ gần 11 giờ thì cái người vợ mới nhắn tin vào trong group là nói bây giờ là em không cần tiền. Em không cần tiền nhưng em cần mọi người hiệp ý cầu nguyện để chồng em sống lại. Chết từ 1 giờ cho đến 11 giờ thì em nhắn cái tin đó. Em cần cầu nguyện để cho chồng em sống lại. Và bà cho em biết, đối với người Gia Rai đó là họ chết và chôn trong 24 tiếng đồng hồ, họ không có để qua 24 tiếng. Cho nên là em này đã được tẩn trong hòm rồi. Và khi mà vợ của em này yêu cầu là bây giờ mở hòm ra, vì em tin rằng chồng của em sống lại, chồng em không có chết. Thôi khi tôi chia sẻ điều này, một số chị em cũng có thể không tin. Điều đó thì tùy anh chị em. Nhưng mà chính chúng tôi là những người đến tận nơi. Thì cảm ơn Chúa là khoảng 11 giờ thì em nhắn tin đó. Nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục để gom tiền lại, mọi người 300, người 200, người 500. Và chúng tôi gom tiền lại để chuẩn bị để đi lên đám tang. Tới 11 giờ, khoảng 11 giờ 15 phút thì em này mới công bố là nhân danh Chúa Giêsu, em công bố rằng 1 giờ chiều nay chồng em sẽ sống lại. Đó là công bố của em. Thế là mọi người thay vì cầu nguyện để đám tang thì bây giờ cầu nguyện công bố để cho chồng em sống lại. 12 giờ 15 phút em này gọi điện cho tôi. Gọi mà chúng tôi chuẩn bị để mà 2 giờ là chúng tôi khởi hành đó. Thì em này gọi điện cho tôi, mà vừa gọi điện bắt điện thoại lên là em này khóc bù lu bù lo. Tôi hỏi chuyện gì? Thầy ơi, chồng con sống lại rồi thầy ơi. Sau 11 tiếng đồng hồ chết, người này sống lại. Anh chị em có tin điều này không? Không tin cũng không sao. Nhưng mà nó là thật. Nó là sự thật. Và cảm ơn Chúa chúng tôi đi trong cái chuyến đi này. Anh chị em biết rằng là trên đường đi thì chúng tôi gặp một ghé một cái nơi, gặp một cái người anh em này, nhìn thì cũng bình thường lắm, nhưng mà chứ về nhà của anh này á, qua cái anh lớp trưởng thì anh lớp trưởng mới nói rằng là thầy có biết rằng cái ông này, anh này là ai là gì không? Anh này là trùm xã hội đen ở thành phố này, và dưới anh có 70 người là chuyên đi đòi nợ thuê và cho vay. Nhưng mà cảm ơn Chúa là cái người anh em này tin Chúa. Và trong ngày hôm đó chúng tôi cầu nguyện để giải cứu anh này ra khỏi quyền lực của ma quỷ. Tướng to lắm, bậm trợn lắm.
Nhưng mà khi đứng trước danh của Chúa Giê-xu đặt tay thì người này té xuống trong quyền năng của Chúa và tà linh ra khỏi người đó. Sau khi đi Gia Lai xong, chúng ta thăm cái người gia đình của chị em có chồng mất xong, chúng tôi xin lỗi, có chồng sống lại đó, chúng tôi trở lại thì chúng tôi lại ghé một lần nữa, chúng tôi đặt tay cho người anh em này thì người anh em này nhận được báp têm thánh linh. Rồi chúng tôi bắt đầu trên đường đi về. Chúng tôi đi về và đói bụng quá, thấy cái quán kia mà để đèn cũng không có sáng nữa, nhưng mà nghĩ ghi là cơm đêm, cho nên chúng tôi mới ghé vào. Thì chúng tôi vừa ghé vào, người chủ mới chạy ra mới ngoắt chúng tôi. Tôi mới chạy vào, tôi nói đèn tối quá cho tôi tưởng đâu là nghỉ rồi. Nó không, em bán cơm đêm. Thì bước vào chúng tôi thấy có cái bàn thờ Marie Chúa Giê-xu ở trong đó. Và chúng tôi biết nó Công giáo. Và chúng tôi ngồi ăn, bắt đầu chúng tôi cầu nguyện. Rồi bắt đầu chúng tôi chia sẻ với nhau, tâm tình với nhau về công việc mà chúng tôi đã đi trong những ngày qua. Và xong thì em Vũ đến lại để mà trả tiền. Thì cô kia, cái cô vợ mới nói, hồi nãy thấy các anh nói về Chúa mà các anh đạo nào vậy? Thế là em Vũ bắt đầu chia sẻ. Chia sẻ, tôi thấy em Vũ chia sẻ thì xong tôi nghĩa. Và anh chị có đạo, nhưng mà anh chị chưa có Chúa. Anh chị có thờ bên ngoài, nhưng anh chị không có Chúa ở bên trong. Tôi dùng Kinh Thánh Công giáo, tôi giải thích cho họ về Chúa, Ngài chọn thân thể của họ làm đền thờ của Chúa. Và anh chị em biết không, chỉ trong vòng 5 đến 7 phút đồng hồ, hai người quyết định tin nhận Chúa Giê-xu, mời Chúa Giê-xu làm Chúa, làm sống cuộc đời của mình. Và khi đang cầu nguyện như vậy, tôi thấy người vợ tự nhiên yên lặng. Cầu nguyện kết thúc rồi, người vợ yên lặng. Tôi mới nhìn qua, tôi liếc qua, và người vợ mới đưa cái tay vào bình con mắt như thế này. Và tôi nhấn mạnh lại một lần nữa để họ tuyên bố đức tin của họ. Thì cô vợ tuyên bố đức tin xong, nhân danh Chúa Giê-xu Christ hay là Giê-xu Kitô, Amen. Thì ông chồng ông nói bên em thì làm dấu. Nói được, cứ làm dấu đi, cứ làm dấu. Nhưng mà vừa nhân danh Chúa Giê-xu Kitô, Amen, cô vợ mở tay ra và cô vợ bật òa khóc lên. Cô vợ nói tuyệt vời quá, tuyệt vời quá. Một cái điều gì đó đặc biệt đã đi vào trong lòng của cô vợ. Đó là gì anh chị em? Chính là Chúa ở trong lòng của họ. Hallelujah, Amen. Họ là người rất hiền từ. Họ là người rất hiền từ anh chị em. Nhưng mà họ có cái niềm tin. Nhưng có một điều là gì? Họ không có ánh sáng thật. Ánh sáng thật đó chính là lời Chúa. Ánh sáng thật đó chính là Ngài. Chúa Giê-xu nói rằng ta ở thế gian thì ta là sự sáng ở thế gian. Và chẳng những thế, Ngài đã cho chúng ta mỗi người tiếp nhận sự sáng. Và tôi mà chị em trở thành sự sáng của thế gian này để chiếu rọi sự sáng thật của Chúa ra. Và cảm ơn Chúa, chúng tôi là ống dẫn để chuyển tải tình yêu của Chúa đến cho gia đình này. Và cảm ơn Chúa, hai vợ chồng đã đón nhận Chúa một cách ngọt ngào. Lúc đó là 12 giờ đêm. Hallelujah. Sau đó chúng tôi chạy một đoạn khá xa nữa, đặng chúng tôi tìm chỗ để chúng tôi ngủ lại. Tôi vừa về tới nơi, mở điện thoại ra, thấy ông chồng nhắn tin. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Thầy. Tại vì đối với họ, họ gọi bằng Thầy. Đó là một điều tuyệt vời mà chúng tôi đi trong cái đoạn đường đó. Tôi thấy một cái phép lạ thật sự. Đó là khi sự sáng của Chúa đi vào người ta thì có một cái gì đó đã biến đổi. Hallelujah. Đôi khi chúng ta sống cùng với anh em với nhau, ở trong Chúa với nhau, chúng ta không thấy sự biến đổi thật sự đâu. Nhưng mà chúng ta lâu lâu chúng ta gặp lại những người thân của chúng ta, họ sẽ nhìn thấy anh chị em có một sự biến đổi rất là đặc biệt. Trở lại câu chuyện ở đây, chúng ta thấy rằng là những thầy tế lễ, thầy thông giáo, dù họ có đạo, họ làm công tác tôn giáo rất tốt, nhưng họ không có Chúa, không có Đấng Mêsì. Vua Herod thì sao? Có quyền lực nhưng mà cũng không có Chúa. Quyền lực chỉ có tạm thời, và rồi cuối cùng ông cũng phải chết, và ông cũng phải đối diện với cái câu hỏi, câu nói mà người ta nói rằng là trầu trời, ông cũng phải trả lời với Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy ở đây những thầy thông thái này tìm, nhưng mà họ tìm chưa đúng chỗ. Sau đó thì họ được vua Herod nói hỏi họ một cách kỹ càng. Rồi bây giờ thôi, bây giờ nè,
các ngươi đi đi, tìm chừng nào gặp được cái con trẻ đó đó, rồi trở lại cho ta hay, để ta đến cũng thờ lại Ngài. Ở tại đây chúng ta thấy là gì? Có một cái bẫy ở tại đây đây. Lời hứa rất là ngọt ngào, rất là hay, nhưng mà nói là khi đi thờ phượng đi, tìm gặp rồi trở lại cho ta hay đấy, để ta đến để thờ lại. Nhưng thật sự Phêrô có cái ý định bên trong là gì? Giết. Thưa anh chị em, cho dẫu anh chị em có sự sáng thật, cho dẫu anh chị em đem lại sự giải cứu, đem lại cái sự thay đổi rất nhiều ở trong cộng đồng, thay đổi rất nhiều cho gia đình của người khác, từ con cái ăn chơi sa đọa không có thể thay đổi được, vào tù ra khám, nhưng khi họ gặp Chúa thì họ được biến đổi. Dẫu vậy, anh chị em biết rằng có những người họ chỉ cần là gì? Là họ được chữa lành thôi, được giải cứu thôi, còn vấn đề thờ phượng Chúa thì họ không thờ. Năm 2006-07 chúng tôi về lại Cà Mau. Anh chị em biết rằng là chúng tôi truyền giáo chỉ trong có một tuần lễ thôi, mấy trăm người tin nhận Chúa. Và khi chúng tôi ở nhà của mục sư Khải đó, thì buổi sáng khi nấu tô mì ra, chúng tôi không thể nào ăn mì được cho đến trưa luôn. Tức là người ta đến từng tốp, 3 người, 4 người, không bao giờ đến 1 người. 3 người, 4 người, 5 người, 7 người, có người thì khi đến đó là khiêng đến. Nhưng cầu nguyện xong là bỏ cái nạn và đi bộ về luôn. Đi với ông chồng chạy theo chờ tôi đi với. Được Chúa làm như vậy. Có người đi núi ăn bông hoa đó là ăn 3 tháng như vậy trên núi. Điên điên khùng khùng luôn. Nhưng mà khi tin nhận Chúa thì ngay lập tức được chữa lành. Mà cô đó làm ở trong hội phụ nữ nữa. Rồi có người á là bị thận mãn, 2 năm chạy thận. Khi mà tôi tới Chúa đặt tay lên cầu nguyện xong, trong đêm đó thận hoạt động trở lại và đi tiểu trở lại bình thường. Có người bị chiếc vỏ nó vỏ lãi đó nó đụng gãy cột sống và phải đi bằng nạng. 13 năm đi bằng nạng. Nhưng trong một lần tin Chúa và cầu nguyện, sáng hôm sau bà đang ngủ như thế này, sáng bà thức dậy, bà bước xuống đất, bà bỏ gậy, bà đi không có cầm gậy. Ông chồng nói, bà, sao là bà không cầm gậy? Bà nói, tôi được chữa lành rồi. Nhưng mà ông bà cho em biết không, tổng cộng là 88 hộ tin nhận Chúa. Mỗi một hộ có mấy người như vậy. Có hơn 250 người tin nhận Chúa. Tới thời điểm đó khoảng 250 người tin nhận Chúa. Nhưng họ chỉ đến được chữa lành thôi. Và bây giờ kêu anh em đến để thờ phượng Chúa. Hồng đen. Có một ông thờ một cái dàn binh gọi là Chính Sái Đại Càng. Và khi bước vào trong hội thánh, trong sự thờ phượng ca ngợi Chúa thôi, quyền năng của Chúa bắt phục người đó, té xuống trong quyền năng của Chúa. Và có 2 vị công an ở đó chứng kiến, thấy cái sự chữa lành đó, giải cứu đó. Nhưng sau đó thì họ cũng trở lại con đường cũ, đó là họ cũng thờ cúng cái con đường cũ. Buổi sáng hôm nay tôi không biết là có thân hữu ở đây không, nhưng tôi nói với bà chị em rằng tôi và bà chị em thật đã tìm gặp sự sáng rồi. Tôi và bà chị em đã có sự sáng rồi. Nhưng cái điều đặc biệt của người có sự sáng đó là gì vậy? Ở đây chúng ta thấy là những thầy thông thái này, sau khi họ tìm gặp Chúa thì họ làm gì anh chị em? Lúc đầu họ tìm không đúng, và bây giờ họ lại tiếp tục nhìn thấy ngôi sao và đi theo sự dẫn dắt, thì họ thấy tìm được Chúa. Kinh Thánh ghi như vậy: mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá đỗi, khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài thì sắp mình xuống thờ lại Ngài. Những nhà thông thái này không thờ lại bất cứ một con người nào. Mary, Joseph mà chúng ta mới thêm thấy cái sự tường thuật lại của các bạn đóng kịch đó, thì là một phương tiện. Họ là con người, họ được sanh ra cũng bởi người nam và người nữ, nhưng mà họ là phương tiện để đưa Chúa Giêsu đến. Họ là người đáng yêu, họ là người đáng kính, nhưng sự thờ phượng thì chỉ có một mình Chúa Giêsu đấng đáng thờ phượng đời đời mà thôi. Ở đây Kinh Thánh nói khi mà họ vào rồi, nhìn thấy Mary nè, nhìn thấy mẹ Ngài đó, thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài. Buổi sáng hôm nay tôi và bà chị em, nếu tôi và chị em là người có Chúa, thì tôi và bà chị em chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Không có một thần nào khác, bởi vì Đức Chúa Trời đấng tạo nên vũ trụ này, Ngài là đấng vĩ đại nhất, Ngài lớn nhất. Và danh của Ngài là Giê-xu. Danh của Ngài được ban cho tôi và bà chị em để được sống, để được giải cứu, giải phóng, giải thoát, chữa lành, bảo tồn, duy trì và làm cho vững mạnh.
danh của Ngài để mở rộng không hạn chế trong cuộc đời của chúng ta. Danh của Ngài để đem chúng ta cái quý quyền để chúng ta đắc thắng được bệnh tật, đắc thắng được ma quỷ và hoàn cảnh ở trong cuộc sống của mình. Và chỉ có mình Ngài đáng thờ phượng. Nếu một ai nói là tôi có ánh sáng thật mà thờ phượng các thần khác thì đó không phải là ánh sáng thật. Ánh sáng thật có ở trong chúng ta. Ai được soi rọi bởi ánh sáng thật thì người đó chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Amen. Hallelujah. Và không phải chỉ thờ phượng trong hội thánh, nhưng mà đời sống của họ là trở thành một cái chuỗi ngày. Họ di chuyển lên đâu, họ bước lên đâu, họ sống ở đâu thì họ cũng thờ phượng Chúa. Cho dẫu có thuận cảnh hay nghịch cảnh, họ vẫn thờ phượng Đức Chúa Trời. Hội thánh đầu tiên khi họ kinh nghiệm được Chúa rồi, ông bà chỉ biết không, khi cơn bắt bớ dữ tợn xảy ra tại thành Jerusalem, nhiều môn đồ chạy tán lạc khắp nơi. Philip cũng chạy trốn đến tại Samari, nhưng ở đó ông làm gì? Giảng phúc âm. Ông giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời. Bao nhiêu người trong chúng ta tin rằng mình có sự sáng thật? Vậy xin Chúa cho lối sống của tôi bà chị em, bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, chúng ta đều thờ phượng Chúa. Amen. Ở nhà cũng thờ phượng Chúa, đến hội thánh cũng thờ phượng Chúa, bất cứ ở đâu, ngoài đường, trên xe hay bất cứ nơi nào, chúng ta cũng thờ phượng Chúa cả. Hallelujah. Bởi vì Chúa là đấng để chúng ta thờ phượng. Điều thứ hai một người gặp ánh sáng thật đó, đó là gì? Là một người biết dâng hiến điều quý giá. Ở đây họ dâng cái gì anh chị em? Vàng, nhũ hương, mộc dược. Vàng là một loại kim loại quý, nhũ hương là một cái loại hương dược liệu, dương hương liệu quý, còn mộc dược là một loại dược liệu quý. Một người mà có ánh sáng thật là một người không tiếc gì của mình cho Chúa và cho công việc của Ngài. Ngày xưa mình chưa tin nhận Chúa, đợi thầy bói ông khoáng một cái, ông kêu này cúng con heo nha. Dạ dạ bẩm thầy, bẩm thầy, bẩm thầy. Dạ 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 còn cúng gì hơn nữa ông thầy, thầy cho biết thầy. Rồi coi mâm bàn trái cây gì đó. Mọi người nhớ nha. Dạ 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 bẩm thầy, bẩm thầy ạ. Có dám không cúng không? Thì ông thầy ông phán một cái là có dám không cúng không ạ? Làm theo răm rắp. Không có tiền, không có bạc, cũng phải vay, cũng phải mượn để mà làm gì? Để cúng. Nhưng mà bây giờ Giáng sinh năm nay, bây giờ ông thầy sư, ông sư nè, ông nói bây giờ dâng cho Chúa một con heo hay là con gà dâng không ạ? Mà không có thì dâng không ạ? Chúa ơi không có, con không dâng. Ngày xưa thì không có con đi mượn, nhưng mà giờ không có con không dâng. Thưa bà chị em, Chúa cần cái sự dâng của chúng ta là dâng bằng tấm lòng. Dâng, cái điều dâng không phải là nhiều hay là ít, nhưng cái của lễ đó phải của lễ bằng từ tấm lòng. Một người có sự sáng thật là người đó bắt đầu dâng hiến. Ngày xưa là bị dâng, còn bây giờ là gì? Được dâng. Amen. Ngày hôm qua tôi thấy tôi vui lắm. Bởi khi mà một sư Tuấn kêu gọi là anh em dâng hiến, ôi tôi thấy người chạy lên trên lên cầm một thư chen với nhau mà dâng hiến. Giả sử như đó là dâng hiến, dâng một được mười thì chúng ta dâng không ạ? Dân một được 10 dân không? Đầu tư 10 ngàn được 100 ngàn, đầu tư 100 ngàn được 1 triệu, đầu tư 1 triệu được 10 triệu dân không? Chắc chắn chúng ta dân, phải không ạ? Mà chẳng những dân mà còn gì nữa? Chen với nhau để mà dân nữa, phải không? Nếu chúng ta dân bằng tấm lòng mà ta hiểu được lẽ thật của Chúa, chúng ta dân bằng tấm lòng thì không phải 1 ra 10 đâu. 1 ra bao nhiêu? 30. 30 là thấp nhất. Rồi tới trung bình cộng là gì? 60. Nhưng mà bội thu là gì? 100 lần hơn. Trước cái mùa dịch thì có một anh em chúng tôi nói rằng là chúng tôi đi trong cái chương trình cứu trợ này cần, đang còn thiếu không các bạn thanh niên làm cái công tác thiện nguyện, là đang còn thiếu 3 triệu. Một anh em ở trong hội thánh cũng là giám đốc của một công ty. Anh em đó đứng lên mà nói rằng tôi xin dâng 3 triệu này cho hội thánh. Sau đó anh em về, anh em đã ký hợp đồng được 300 triệu.
Bao nhiêu lần hơn à? 100 lần hơn. 100 lần hơn. Và chính người đó lên trên, đứng trên hội thánh và cũng làm chứng lại điều đó. Bắt đầu nó trong tâm trí chúng ta bắt đầu nó chạy rồi ha. Mấy con số nó chạy nha. Những này bác sĩ này, những nhà thông thái này, họ đã dâng cái điều mà lòng của họ quyết định. Thật ra là họ không phải đợi đây, đến đây họ mới dâng đâu. Họ đã quyết định từ ở đâu rồi? Từ nhà. Sự dâng hiến đó mới là sự dâng hiến mà Chúa đẹp lòng. Tôi thiệt cho em là xấu hổ lắm. Ngày xưa tôi trong nhà thờ truyền thống đó, khi mà dâng hiến mà cho em biết không, lấy ra mà chứ không có bóp đâu, lấy ra tìm cái đồng tiền nào cũ nhất và nhỏ nhất, vò lại dân. Còn không có đồng tiền lẻ thì sao? Khiều anh bên, anh có tiền lẻ không? Đưa tôi mấy trăm coi. Ngày xưa là 200 á, 200, 500. Cho tôi mấy trăm. Thì anh đó anh móc ra 1000 anh dân, anh đưa cho tôi 200. Như vậy thì tôi cũng là người bỏ vô dân, anh đó cũng bỏ vô dân, nhưng mà ai là người hưởng phước này? Cái anh đó. Còn bây giờ thì không. Bây giờ tôi muốn được phước là chính tôi phải là người dân. Tôi là người bằng cái đồng tiền mà Chúa cho tôi để tôi dâng, nó mới là phước hạnh. Tôi không lấy đồng tiền của người khác để tôi dâng, bởi vì cho dẫu tôi lấy đồng tiền của người khác tôi dâng, thì cái dâng đó về hình thức người ta cũng nhìn thấy, nhưng mà về phương diện thì chất lượng thì sao? Ai là người nhận được? Người cho chúng ta mượn để mà dâng là nhận. Cho nên cái điều thứ hai mà cái người mà có sự sáng thật, đó là người biết dâng hiến. Anh chị em là người có sự sáng thật chưa? Chúng ta vỗ vai người bên cạnh nói, người có sự sáng thật là người bắt đầu biết dâng hiến. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Anh chị em biết vừa rồi chúng tôi chuẩn bị nghe ở ngoài Quảng Ngãi là lũ lụt. Thì tôi hỏi anh em ngoài đó là bao nhiêu gia đình phải cần cứu trợ. Thì ngoài đó nói là 150 gia đình. Thêm một cái điểm nhóm cách đó khoảng mười mấy cây nữa là thêm 18 gia đình nữa là 168 gia đình. Tôi nói cho tôi danh sách, gửi danh sách xong tôi lên cái lớp dạy online. Tôi nói bây giờ chúng tôi có cái mục vụ để đi cứu trợ như thế này. Ai muốn được phước tham gia chúng tôi bỏ công. Cảm ơn Chúa, trong vòng chưa đầy 2 tuần lễ chúng tôi có khoảng trên 60 triệu để đi cứu trợ. Mà bao nhiêu có mấy người thôi, có mười mấy người thôi. Mà mỗi người dân, mỗi người dân, mỗi người dân, mỗi người dân, mỗi người dân. Đôi khi có những người ăn họ không dám ăn, nhưng mà dân thì họ dám dân. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đã có sự sáng thật là chúng ta bắt đầu dân. Không phải chỉ dân vào hội thánh, nhưng mà chúng ta bắt đầu ban cho. Cái người mà có sự sáng thật sẽ nhạy bén với cái nỗi đau và sự khó khăn của người khác. Chúng ta mới có thể nhìn thấy được cái nỗi đau và khó khăn của người khác. Còn không chúng ta chỉ sống cho mình thôi anh chị em. Nhưng mà sự sáng thật sẽ giúp cho tôi và chị em bắt đầu mở lòng mình ra cho vương quốc của Chúa, cho anh em của chúng ta. Một ly nước lạnh cũng không bao giờ mất phần thưởng của mình. Và cái điều thứ ba cũng là cái điều cuối cùng mà cái người có sự sáng thật, đó là gì? Ở trong câu số 12, cái đến trong giấc chiêm bao mấy thầy được Đức Chúa Trời mách bảo và đừng trở lại nơi Herod, nên họ đi đường khác mà về xứ của mình. Tôi muốn lấy cái câu này để nói lên một ý nghĩa, đó là một người mà gặp gỡ Chúa, tức là sáng thật, thì người đó không còn đi con đường cũ nữa, không sống lối sống cũ nữa, mà chúng ta có một con đường mới. Con đường đó gọi là đường thánh mà người ô uế không được vào. Và cái con đường đó nó không phải là cái con đường mà chúng ta đã từng cô đơn, chúng ta từng đau khổ, chúng ta từng tuyệt vọng, chúng ta không có hy vọng. Nhưng mà con đường này là con đường được sự dẫn dắt của Chúa. Cho nên xin Chúa ban ơn để rồi trong năm mới này, xin Chúa cho tôi và chị em bước đi trên con đường mới của Chúa, vì tôi và chị em là người có sự sáng thật của Chúa. Amen. Hallelujah. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý bà chị em. Amen. We'll be right back.